hấp hậu vô thăm đó rồi. Ủa, thôi 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 lắm quý chị, thôi quá đâu để đi cái gì vậy? Ở bằng tay hết ít phải cái gì vậy? Cái đây là cái hiện trường nha cả nhà. Trường bên trong cái nơi mà cái nam thanh niên đã mà sát hại cái cô gái người sinh năm 1991. Bây giờ cái tên thủ đó đã mà lẩn trốn rồi. Đồ cơ quan người ta để này quá trời luôn chị. Bị rốt máu trong thảo này quần quạt đó. Nhiều quá. Có, quần quạt trên khui đó. À, đúng rồi. Ừ. Quá. Cổ đóng cục ghê quá vậy. Quý bà thấy không? Đó. Cái mặt đó là do nó xuống Long An nó mua mặt quá của cái bà đó. Rồi cái công an á, nó đi chiếc xe đó thì công an á, nó công an thực sự á, nó mới đi vô cái tập quá đó rồi nó mới nói chung là nhà ai nó cũng coi cam á, mới lòi ra mặt thằng này. Và thằng này đang cười mỉm, cười một cười mỉm á, cười mỉm, cười mỉm có nghĩa là không phải là cười rộng ra nhưng mà cái mặt cũng y như bình thường, nghĩa là bình tĩnh á. Bình tĩnh nó không có xảy ra chuyện gì hết. Ờ thì không, chỉ có trong hình nha. Cái âm đó ông đón, ông âm trong hình. Như anh đó nói với chị đó thì ảnh đưa hình cho chị coi á, chị cũng thấy điều đó luôn. Dạ. Nhưng mà nói thật ra như vậy nè cưng. Ủa, cái điện thoại hả? Hú hồn của gì? Phải không? Phải điện thoại không? Không. À, mà nói thật ra là cũng thấy bệnh viện bé đó. Bé đó làm gì chị? Thôi. Bán cà phê đúng không? Chị thật ra là chị không có biết mặt con bé đó. Cái gì chơi kế bên đây cách 2-3 căn nhà không biết. Còn chị biết con chủ cũ à. Chủ cũ nó nghỉ 2 ngày đó. Một con nhỏ này mới làm 2 ngày thôi. À bà này cứ nghĩ chị này thế hả? Thế đó. Cái đường kia. Ờ bà mới mất 2 ngày rồi mất rồi. Ôi sao tội nghiệp quá ha. Vậy là bà chủ đi xong rồi chị cái người bị mất này là nhân viên. Không phải chủ, không phải nhân viên luôn. Con bé làm đi, nó làm cũng có mình đó. Như chẳng hạn như vậy hai đứa đi. Thôi không chị đấu này trong nghề đi. Hai đứa đi. Mày đến thì mày làm giùm tao 2 ngày mày lấy tiền. Mày làm nhân viên mày lấy tiền. Không, hay là suy nghĩ của chị thôi. Rồi nhỏ chủ cũ á, nó ưa là chị nó đổi tiền, nó đi ngang đây là hai mà đưa 500, nó không có tiền hỏi là nó gì đổi. Nên biết là biết con cũ, còn con mới có 2 ngày à, chị không có biết mặt. Nhưng mà nói chung Quy á, giờ biết mặt không biết mặt thì thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà thật ra chắc cũng là tới số mới 2 ngày mà bị dính đó chị. Ta ở đây hôm nay không sao chị. Ai cũng nói nhỏ này chết thế mạng cho nhỏ này. Con mới á, nó thới mạng cho con nhỏ cũ. Cái vụ gì nó xảy ra là lúc mấy giờ chị biết không? Mấy giờ hả? Ừ. Thật ra vậy nè cưng, chị còn bán á, chị cũng quan tâm đến cái chỗ đó. Thì chỗ đó chị thấy á, ngày thường chị thấy vậy nè, vô xong cái đóng cửa lại. Cái chị nhìn đồng hồ, con người đàn ông nó vô bao nhiêu lâu? Cái 15 phút là người nó mở cửa cho người đàn ông nó ra. Nói chung là chị đang bị bệnh cảm này à. Một khi mà con người đang bị bệnh cảm á, nó khó chịu lắm, không quan tâm đến mọi vật xung quanh. Hôm qua chị cũng đang bị bệnh, hiện giờ chị cũng đang bị bệnh. Ý là nhưng chị mà... khi mà chị hay tin đó là lúc chị hay tin cái vụ việc xảy ra là lúc mấy giờ? Cái thằng ráp nó hay. Cái thằng ráp nó giao đồ nó thấy đùng đùng là con nhỏ này chống cự. Ráp á nó mới bức xúc. Nó mới la lên thì sao á, chị nói chung là chị không có biết. Chị nghe kể thôi nha. Chị nghe kể, thằng đó lại đi nó kể cho mọi người. Trời ơi, qua quán của chị phải chăn người á, tu á. Nhưng mà nói vậy là tương theo chị nghĩ thôi nha. Mọi người á, càng là nghe nói, chừng nào mà bắt được thủ phạm, công an điều tra mới chính xác. Thì đúng rồi, nhưng mà ý có nghĩa là cái anh Grab đó là anh nghe có cái tiếng động khi mà hai người dặn to là có chỉ ra cái tiếng động nữa.
không? Cũng. À, nếu mà anh chạy gáp anh nghe được chắc anh lớn, nghe tiếng ông sầm cũng lớn lắm rồi. Cái nhà đó đó, cái nhà mà xảy ra cứ sự nhà đó sát ngoài đường luôn. Cái hiện trường đó không? À, sát ngoài đường luôn. Thì muốn bởi vậy nói xin cổ bà lại nó ồn, mà cái anh vừa ráp là anh nghe chằng cho luôn luôn ở trong đó là cũng là mà không nghe được chắc cái mạng nó nằm nó luôn á. Ủa là chết tại chỗ hay là sao? Lúc mà đem đi là còn hơi thớ. Nhưng mà có một gái á, công an tới á là ta đâu có cho đi liền của Thương, ta phải chờ ABC gì đó. Là xe của Thương của bệnh viện Xuyên Á mới tới chở đi. Vậy là đưa vô bệnh viện Xuyên Á? Không, chị không có biết là những gì mình nhìn thấy xe lúc mà đưa đi á là bệnh viện Xuyên Á. Tại vì bệnh viện Xuyên Á là gần đây. Cái cấp cứu á, cái xe mà cấp cứu á. Dạ. Đó, còn công an lại mà. Ủa công an, giá của công an luôn. Quê tới đông không chị? Trời đông lắm. Chấn động luôn mà. Chấn động luôn mà. Bây giờ nó vô gần chốn rồi. Bây giờ nó đang dưới là bánh lốt Long An giáp giáp với là Campuchia á. Bây giờ ta chặn chốt mấy cái chốt hết trơn luôn. Mà bây giờ chị nói thiệt nha. Thật ra có một lần cái anh đó anh kể làm gì làm giết người. Giết người là không có giải thoát đâu. Không thoát đâu. Sao thoát được? Bởi vì cái cặp mắt của người cái người mà mắt á là người ta gian sinh mình mà. Cái cặp mắt người ta đang gian sinh mình là đừng có giết người ta hoặc là đừng quýnh người ta. Thì cái người mà ra tay thì thầy phải có cái cặp mắt hai bên chiếu nhau. Thì chị nghe cái anh đó anh kể vậy á, nên cái người mà giết người á là dù cho 20 năm 30 năm sau cũng bị bắt à. Trời ơi, cái công an hay là người dân đây có chia sẻ cái đồn nó ra tay bằng cái gì không, hung khí hay gì không? Chị nghe người ta nói là cái rùa hả? Bà cũng nghe nói thôi nha, chứ chị học biết là chứ nghe nói là cái rùa rồi để là cái rùa hiện trường. À, vậy là dùng cái rùa. Ghê trời. Nghe cũng nghe ông chú nói đặt cái đầu gì đó rồi cái mấy cây rồi nó dần nát hết đâu. Mà công nhận thôi, mà nói chung nát chứ trời. Nói chung quy là thấy tội nghiệp con bé đó. Mới có sinh năm 92. 91 hả? Sao ngày hôm qua? Nói chung là ai cũng tụm lắm tại vì thông tin người dân đưa ra chưa có chính xác. Đúng rồi, giờ cũng không biết quê biết ở đâu rồi. Bà chỉ nói cái gì cái tương đương chờ công an đi. Dạ, công an là chính xác. Mà công an là bắt được người đó. Đúng rồi. Là bắt đầu người đó mới khai thì chính xác hơn. Bây đúng không cho... Mà chị có nghe là phải giết người cướp của hay là mâu thuẫn với chị? Trời ơi, thì giờ thấy nó lấy chiếc xe SH Mod vuông nhỏ đó màu đỏ nó chạy số đẹp lắm á, 98098. Số đẹp ha. Không biết có phải đây là người ngoài hay là bạn không nữa. À, không biết. Không biết nữa cho nên mình không dám nói. Sợ tại vì khách online hay là cũng không biết luôn. Tại vì người ta làm cái nghề đó. Thì thành ra nhiều khi á thật ra mà nói đi, làm cái nghề đó là tao đã thấy tội nghiệp rồi. Mà chị nó cứ nghe làm nghề gì làm. Tự nhiên làm có một mình. Cái thứ nhất mình làm cho mình. Cái thứ hai nữa ông ta vô cái mình đóng cửa lại. Đúng rồi. Cái tự nhiên mình tạo điều kiện cho mấy xì ke lên cơn. Dạ. Tại vì có cái thằng quỷ ngày qua tự nhiên nó nói chuyện câu gì nè, mà chị cũng không biết là đúng hay không, nhưng mà do cái thằng đó nói thôi, thằng đó danh chơi á, nó nói gì nè, khi mà người ông á mà nó vô á mà nó đòi như nó cảm giác của nó là nó nó muốn quan hệ hay sao đó mà mình không cho là nó cũng có thể nó giết mình luôn. Đúng rồi, tại vì lúc như mà chị nó bị cơn á, cái chỗ đó cũng nó không cho, bắt đầu nó quýnh mình, mà vô tình nó không muốn quýnh cho mình chết, nó chỉ muốn quýnh mình thôi, mà vô tình lại là trong lúc điên lên chết. Cái vụ này cũng kiểu là giống như giết người cướp của, nó quy ra hai tội, giết người cướp của nó vừa giết người rồi lấy cái dòng xi men đúng không? Chị cũng nghe nói gì vàng dòng lắm á. Chị nói cái con bé này đeo vàng nhiều lắm. Tại vì rất là phức tạp. Tại vì mỗi lần mà khách vô là đóng cửa lại. Phải chi mà mở cửa thì không có sao. Đúng. Mỗi lần mà khách vô đóng cửa lại cho ai biết được đâu. Như vậy nữa nè, theo chị nghĩ á, mình làm nghề gì cũng phải hai đứa con gái có thằng thanh niên. Dạ. Giờ đi. Giờ làm nghề gì cũng cần biết hai người con gái phải có thằng thanh niên bảo vệ. Thôi giờ hai người cũng được. Nó ví dụ người này cái người kia la. Ta ăn chia. Cứ muốn ăn mình thôi. Hả? Là phải có người bảo kê. Đúng, với mình phải làm cái gì mình phải có ăn chia. Đừng ăn chọn mình.
rồi làm gì cái căn á, cái căn đó mà theo chị biết hồi xưa á, cái căn nhỏ xíu à mà không có cái cửa thoát hiểm, rồi xong tôi SH á, SH mod á dựng trong đó luôn, y như là cho nó thấy được à tao có chiếc xe nảy lên lòng tham, chiếc xe với lại dạng cái người nữa rồi nảy lên lòng tham. Bởi vì mấy cái vụ mà đeo vàng nhiều là bị giết hoài luôn. Thăm dò mà thấy ở mình nữa, nó ra tay càng dễ nữa. Đeo vàng cũng có thể, nhiều người giờ ta đeo vàng giả cũng có. Nhưng mà vàng trộm cắp nó có liên quan, nó có đâu có biết là vàng giả hay vàng thiệt, không có cướp xe đó. Nhưng mà có một cái là thấy làm mình là thấy nguy hiểm rồi đó. Đúng không? Mà tưởng sao gái tay yếu chân mềm thấy vậy chứ mấy cụ hồ mà lên cơn nó mạnh lắm. Tôi ngồi cái nghề này cũng tội người ta có không phát xét người ta cho nó cái sao mình không có nói cái nghề đi. Mình học mình khoan nói cái nghề sai thì đúng. Nhưng mà mình nói làm cái gì phải có hai người con gái. Chị cho ít nhất là hai đứa. Tại vì có hai đứa đi. Phải không? Nó sẽ khác. Mà một đứa là nó sẽ khác. Vậy là hôm qua tập trung quán chị đây trời cả đất ơi người luôn hả? Cả trăm người mà bà là dân đi đường á, mười chị năm mình nhiều chuyện á, người ta thấy chạy đi không ngừng lại coi, cái chạy đi ngừng lại coi, trời ơi mệt ghê. Qua chị có buôn bán đúng rồi, người ta thấy công an ở hiện trường á hả, người ta buôn lại ta coi hả? Hôm qua tới giờ thì mới làm công an làm chuyện lâu ghê. Ủa là từ trưa rồi, ôi từ 10 giờ rưỡi mà tới tới 6 giờ. Ghê, công an lấy ăn Tết, lấy gì mẫu tóc hay lấy cái gì chị cũng không biết. Mà lâu quá trời lâu luôn á. Ghê, thằng này tính là ghê quá ha. Chỉ là để lại điều trường là một cái rửa. Chị cũng nghe người ta nói chị vậy. Chị cũng nghe người ta nói thôi. Chị không có chạy là đẳng coi nha. Cái nguyên tắc của chị là chị mắc ngủ. Chị sợ mắc ngủ. Chị sợ được là như chị sợ mắc ngủ á. Chứ không gì đó. Chị sợ như mình nhìn thấy được điều gì hay mình nghe được điều gì bắt đầu tối mình suy nghĩ cái mình ngủ không có được. Chị sợ vậy thôi. Thì cái tôi biết người đó ở đâu giờ rồi làm đám mây biết đó cái gì biết đó ở đâu biết thôi không rồi chị cũng nghe người ta nói đem về quê rồi quê đâu cũng không nghe thông tin nữa không chị cũng không biết bé không biết mặt bé đó luôn tại vì bé này mới lặn có hai ngày mà đúng không đúng rồi. Cái số đúng không? Thứ nhất là tối số, thứ hai nữa là nói về Phật pháp á, là cái trước á, cái này là có dai có giả gì đó. Thôi mô Phật thôi đừng nói lum la hết tội cho bé đó nữa thôi tội lum la hết thôi đừng nói. Đó mình càng nói nữa nhiều khi mình là càng sai. Thôi đừng nói nữa tội nghiệp quá. Nam mô Di Đà Phật. Thôi nói chung là vậy nè, phù hộ cho bé đi về kiếp sau được sung sướng hơn kiếp này đúng không, mình chỉ cầu cho bé kiếp sau sướng hơn kiếp này đi chứ bây giờ mình cũng ai cũng có sống cũng có cha có mẹ hết, ai cũng có gia đình hết. Mũi dữ rồi đúng không, bây giờ lấy chiếc xe đó chạy đi là người ta cũng biết, người ta cũng kiếm được à, tại vì theo dõi chiếc xe đó thì số xe đó theo dõi ta biết liền à, nó chạy tới đâu người ta cũng biết chứ. Nhưng mà chị cũng nghe người ta nói là nó bỏ xe đi rồi. Trong khi nó bỏ xe thì được chứ còn chạy nó xe bỏ đó. Xe nó chạy vô rừng luôn rồi. Chị cũng nghe nói vậy thôi. Đi camera là thấy nó có chiếc xe đúng không chị? Ủa hôm qua công an hình sự cũng nhiều lắm á, tôi không biết. Hôm qua công an hình sự cũng nhiều lắm á. Công an hình sự á, qua là cũng đông lắm á. Thì nó cho chó nghiệp vụ vô nó hút săn luôn. Ôi trời ơi. Gần Tết mà chưa kịp ăn Tết. Tội quá à, ha. Tội ê ngon ha. Thôi mấy đứa ngồi uống nước nói chuyện chơi nha. Dạ. Nói chung là mình cũng cầu chúc cho con bé nó cũng mắc rồi, mình cầu chúc cho con bé đi mau lên thiên đàng rồi đi gặp ông bà rồi đầu thai kiếp sau được sung sướng. Chứ bé nó cũng còn trẻ, nó nghe nói trên 91, 92 cũng còn trẻ đi. Mà chị cũng không biết là lập gia đình chưa nữa nè. Ủa vậy á hả? Thôi tội lỗi quá.
gì mình nói cũng mình mà nói tới vụ này chắc chắn là mình nói không đúng rồi. Dạ, tại vì giờ mình đâu biết, tại vì mình đâu biết gì đâu, mình nói đúng. Tại vì báo chí này nọ mình dựa theo báo không mà. Không, ý như nếu mà mình á, mình mà dạ, nói ra rồi, cái miệng mình nói ra chưa chắc gì đúng. Dạ. Chỉ có người trong cuộc á, mới công an mới điều tra trực tiếp cái người trong cuộc á. Mà công an Việt Nam mình giờ hay lắm mọi người. Sao trốn được? Không, mà chị thấy công an Việt Nam giờ hay ghê. Hồi bữa chị coi được cái tin đó, cái bà đó tự nhiên đẳng trốn hai mấy ba chục năm mà bắt được có cưng. Dạ, nhiều lắm.